Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Dpro Việt Nam. Hôm nay, Dpro sẽ chia sẻ tới bạn những thói quen vô tình khiến ô tô nhanh xuống mã. Mặc dù mỗi dòng xe đều có đặc điểm riêng về khả năng vận hành và độ bền bỉ, nhưng thực tế là của bền tại người. Vì thế, bạn cần từ bỏ những thói quen gây hại để xe yêu của bạn luôn bền đẹp. Hãy cùng Dpro Việt Nam khám phá ngay sau đây. Đừng quên like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dpro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Đầu tiên là thói quen khởi động không theo quy trình. Thói quen nổ máy, sau đó lên ga và cho xe vận hành ngay rất phổ biến ở nhiều chủ xe. Bạn cần biết rằng, sau một thời gian ngừng hoạt động, động cơ của xe cần được làm nóng và đạt mức nhiệt độ lý tưởng mới sẵn sàng vận hành. Việc nổ máy và cho xe chạy luôn sẽ làm một vài bộ phận trong khoang máy bị mòn do phải kéo các bộ phận khác khi vòng tua máy còn thấp. Điều tốt nhất là cho chiếc xe của bạn khởi động một lúc để dầu hơi trơn chảy ra, lan tỏa khắp các bộ phận, sau đó bạn mới đạp ga cho xe di chuyển. Nên để xe khởi động trong thời gian từ 30 giây đến 1 phút rồi mới xuất phát. Thứ hai là thấp ga hoặc đạp lút ga. Không ít người sau khi dừng đèn đỏ hoặc giảm tốc độ chuyển hướng thường có thói quen đạp ga hết cỡ để tăng tốc, rồi nhanh chóng đưa xe trở lại tốc độ mong muốn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến xe tốn nhiên liệu và giảm tuổi thọ của động cơ, dù thấp ga có thể mang lại cảm giác hứng khởi cho những người thích cảm giác mạnh. Việc đạp lút ga sau khi xe đã mất trớn làm quá trình đốt cháy nhiên liệu bên trong động cơ diễn ra nhanh hơn để đảm bảo công suất lực kéo để xe tăng tốc. Hành động này vừa khiến xe tiêu hao nhiều nhiên liệu, vừa làm má phanh nhanh mòn. Vì thế, người lái nên tăng ga từ từ, kết hợp với chuyển số nhịp nhàng, hạn chế đạp lút ga trong 1.000 km đầu tiên. Thứ ba là thói quen lạm dụng phanh. Chúng ta vẫn đổ lỗi chất lượng xe cho nhà sản xuất mà không hề biết rằng một số bộ phận trên ô tô nhanh hỏng xuống cấp là do thói quen sử dụng không đúng của tài xế, trong đó có việc phanh xe. Khi điều khiển xe trên đoạn đường tắc, chiếc xe lặp đi lặp lại hoạt động dừng tiến, làm má phanh nhanh mòn. Bạn đạp ga xe cũng làm việc quá mức khi phanh hoạt động nhiều, tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn. Nếu tài xế cần điều khiển xe trơn tru trong mọi hoàn cảnh thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Biện pháp tốt nhất khi đi lạc vào đoạn đường tắc nghẽn là sử dụng phanh động cơ thay vì phanh chân. Trong tình huống phanh quá gấp, nhiều người có thói quen nhấn bàn đạp phanh và bàn đạp ga cùng lúc. Thói quen này cực kỳ tai hại, vừa làm giảm hiệu quả sử dụng nhiên liệu, vừa gây mòn và tạo áp lực cho hệ thống phanh. Các chuyên gia khuyên bạn, nếu chỉ cần điều chỉnh về tốc độ, bạn nên sử dụng phanh. Chỉ sử dụng phanh tay cho mục đích dừng đỗ, không sử dụng cho các mục đích khác vì việc này làm giảm gánh nặng và giúp hệ thống phanh nâng cao tuổi thọ. Thứ tư là xăng số đột ngột. Xăng số đột ngột hoặc chuyển số nhanh chóng giữa hai trạng thái tiến và lùi là nguyên nhân làm hỏng hộp số. Vì thế, hãy tìm hiểu và sử dụng hộp số hiệu quả để hạn chế tối đa những hao mòn không đáng có. Không đụng vào cần số khi không điều khiển xe, bộ phận này tuy nhỏ bé nhưng rất nhạy cảm, nó có thể khiến hệ chuyển động bị ảnh hưởng không tốt. Ngoài ra, người lái xe không nên lạng lách đánh võng để tránh làm giảm tuổi thọ của hệ thống lái và lốp. Tiếp theo là thói quen cạn bình xăng mới đổ. Những mẫu xe hơi hiện đại thường có thiết kế bơm xăng làm mát bằng chính lượng xăng trong bình. Nếu bạn thường xuyên để cạn bình xăng, sẽ làm bơm xăng bị nóng và nhanh mòn. Hãy duy trì một lượng xăng nhất định, khoảng 1/4 lượng xăng trong bình, để bơm xăng luôn hoạt động tốt. Hệ thống cung cấp nhiên liệu là một hệ tuần hoàn khép kín. Nếu cạn xăng, bơm xăng sẽ hút không khí vào ống dẫn nhiên liệu, tạo ra hiện tượng lọt khí mất tính tuần hoàn. Về cơ bản, bơm nhiên liệu là một motor điện. Chiếc motor này hoạt động không tải thường xuyên sẽ không bền lâu dài. Thứ sáu, chủ xe ít khi dành thời gian chăm sóc thân và khung xe. Nếu nhận thấy thân xe có vết lõm, bạn nên xử lý càng sớm càng tốt, bởi đây là nguyên nhân làm thân xe mất thẩm mỹ và xuống cấp. Bạn có thể phủ sơn hoặc đổ chất làm đầy lên vết lõm để tạm thời bảo vệ thân xe trước sự tấn công của các yếu tố khác. Về lâu dài, cần sắp xếp thời gian đưa xe đến gara uy tín để khắc phục lỗi này. Thường xuyên rửa vệ sinh xe sạch sẽ để những vết bẩn lâu ngày không có cơ hội bám trụ trên thân xe, làm hỏng lớp sơn ngoại thất. Thứ bảy là ngó lơ hệ thống điện. Khi xe tắt máy, các thiết bị điện tử trên xe cũng được tắt, nếu không, chúng sẽ làm chai hoặc hết pin. Khi sử dụng stereo, hãy khởi động động cơ 15 phút một lần. Xe không dùng tới vẫn phải khởi động 2 tháng một lần để hạn chế việc hao mòn pin. Ngoài ra, bạn nên chú ý đến hệ thống cảnh báo lỗi trên xe và giải quyết ngay khi phát hiện những điểm bất thường. Và cuối cùng là lái xe thiếu quan sát, thường xuyên đi vào ổ gà ổ voi. Lái xe trên những đoạn đường xấu bạn nên thận trọng. Những ổ gà ổ voi hay gờ giảm tốc thường gặp trên đường là mối đe dọa lớn đối với độ bền của xe. Hy vọng những kinh nghiệm sử dụng xe mới trên đây sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn, nhất là tăng tuổi thọ của xe và giảm chi phí sửa chữa không cần thiết.
Bên cạnh những thói quen nêu trên, thì việc lâu ngày không thay dầu mới, xả cặn dầu nhớt, xúc rửa cặn dầu nhớt động cơ và vệ sinh kim phun cũng là những vấn đề làm giảm khả năng bôi trơn và vận hành trơn tru của động cơ, từ đó tăng độ mài mòn các chi tiết, bộ phận, khiến giấy yêu của bạn nhanh xuống mã trông thấy. Nếu bạn chưa chắc chắn về cơ sở, hệ thống tư vấn thay dầu máy tiêu chuẩn uy tín tại Hà Nội, bạn có thể thử trải nghiệm dịch vụ tại hệ thống chăm sóc xe hơi hàng đầu Nhật Bản Dipro. Hy vọng những thông tin mà Dipro chia sẻ sẽ hữu ích với bạn. Nếu biết thêm về những thói quen vô tình khác của chủ xe khiến ô tô nhanh xuống mã, hãy để lại bình luận của mình bên dưới video của chúng tôi ngay nhé. Đừng quên like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe Dipro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.